Ăn gì để trẻ là phụ nữ đừng bỏ qua 5 món này. Thứ nhất là đậu nành. Trong đậu nành thì có chứa estrogen từ thực vật, làm tăng sinh cái nội tiết tố tự nhiên và giúp cho các chị em trẻ hóa rất là tốt này, ngăn ngừa u xơ tử cung rồi ung thư vú. Không chỉ tốt cho nội tiết đâu mà đậu nành còn cung cấp rất nhiều vitamin và khoáng chất nữa. Thứ hai, hạt vừng. Hạt vừng làm tăng hoạt động của estrogen ở nữ giới, cải thiện chất lượng cholesterol trong máu và nhiều vậy mà giúp giảm nguy cơ huyết áp này, tim mạch ở tuổi mãn kinh. Thứ ba, súp lơ. Thực phẩm này rất là hữu ích và nếu mà ăn thường xuyên thì sẽ làm tăng cái nội tiết tố tự nhiên của các chị em. Và bên cạnh đó thì trong súp lơ còn giúp cơ thể loại bỏ yếu tố độc hại và lấy lại cái khẩu vị của chúng ta tốt hơn nhiều. Thứ tư là quả bơ. Bơ thì sẽ giúp kích thích sản sinh ra estrogen tự nhiên và các chất trong quả bơ thì còn giúp là ngăn sơ vữa động mạch và bệnh tim mạch. Thứ năm là hạt lanh. Loại hạt này thì rất là giàu cái loại hợp chất thực vật mà nó có thể bảo vệ tế bào của chúng ta khỏi những tổn thương liên quan đến lão hóa, tức là bị làm sao, tức là bị già đi ấy. Và hạt lanh còn giúp là giảm nguy cơ ung thư vú và nhất là ở phụ nữ sau khi mãn kinh. Follow Thu để biết thêm nhiều bí quyết trẻ đẹp nhé.